Chào cả nhà đã trở lại với kênh Khói Bếp Miền Quê nha. Hôm nay thì mình sẽ làm bún nem nướng nha cả nhà. Sáng nay mình đi chợ thì mình thấy người ta bán nem nướng á, thơm quá trời thơm luôn. Mình tính đi chợ vòng vòng hồi quay trở lại mình mua, còn quay trở lại thì người ta bán hết rồi. Sẵn mình đi chợ á, cái mình có mua thịt nè, mình mua thêm giò sống về mình làm nem nướng mình ăn luôn. Để làm nem nướng á thì mình có mua đây là 2 kg thịt, nhưng mà mình làm 1 kg ha, còn 1 kg thì mình nướng để mình hồi mình ăn kèm với bún. Ở đây mình có mua thêm một bịch giò sống, nhưng mà 150g mỡ để mình làm nem. Ở đây mình cũng có đậu phộng nè, hành để hồi mình làm mỡ hành ăn kèm. Thế ở đây mình có rau thơm nè, có quế, rau húng đất, rau húng cây, húng lủi này, tí tô, xà lách. Đây mình có dưa leo nữa ha. Đây mình có bún. Rồi giờ mình mời cả nhà làm với mình cho vui nha. Giờ mình đi bằm thịt. Rồi thịt này mình bỏ da, mình sắc lát luôn rồi mình bằm nhuyễn lại. Chảo làm gì anh? Dạ, ăn giam giùm em đi. Được á. Không lẽ ra không được. Mua cục thịt này ngon hết sức vậy anh. Xịu mỡ à. Đó ao. Ngon hết sức. Thịt này mình sắc cho nhỏ nhỏ nè, mình bầm cho nó dễ. Rồi cục thịt này mình cũng sắc ra luôn, mình ướp hồi để cho ông xã mình nướng luôn. Nướng mình lấy thịt thôi, mình bỏ da lại đi. Nướng da chắc chắn. Rồi cái này mình cũng sắc miếng ra nè, miếng vừa ăn. Ăn hồi đó mình ướp mình nướng. Mình sắc bán gì đi, hồi mình chặn lại. Rồi bây giờ mình khoa cái nước sốt để mình ướp thịt nha. Thì mình cho tỏi, tỏi băm với hành băm vô, ướp thịt cho nó thơm. Rồi mình cho vô một xíu hạt nêm. Cho vô ít bột ngọt. Rồi cho vô ít đường. Cái gội. Rồi không sao. Hơi nhiều rồi, xúc ra bớt. Rồi mình cho ít ớt bột vô nè. Rồi mình cho tương ớt vô luôn. Cho vô một ít nước mắm. Rồi mình cho
khỏi thơm này mình cho nó sốc vô hành xào. Mình cho vô sốc một ít nước nè. Nước sốt mình pha rồi, bây giờ mình ướp thịt nè, mình cho ông xã mình nướng. Nước sốt mình thơm lắm đó, mình cho hết vô luôn. Rồi mình trộn lên cho thịt nó thấm. Mình ướp khoảng 30 phút mình hãy đem đi nướng nha. Rồi mình để đây cho thịt nó thấm đi. Bây giờ mình đi bằng cái nem, thịt đi làm nem. Này quá dữ. Nó này quá hả? Nó không quá hả? Trời ơi. Nó xịt không. Rồi thịt mình bằm xong nè, bây giờ mình ướp thịt để mình làm nem nha cả nhà ơi. Rồi mình cho thịt vô thau. Mình cho giò sống vô. Nó dài ghê luôn. Rồi, mình cho mỡ heo vô luôn. Rồi mình cho hành tỏi băm vô. Rồi mình cho tiêu vô. Rồi mình cho bột ngọt vô. Đây mình có hạt nêm với muối nè, cho một xíu muối vô. Trong giò sống này nó cũng có nêm gia vị à, mình cho ít thôi. Rồi tiếp theo mình cho đường. Rồi mình cho ớt bột vô luôn. Đây là ớt bột Hàn Quốc. Rồi mình có 2 muỗng canh bột năng nè, mình cho vô luôn để mình tạo cái độ dẻo cho cái nem của mình. Rồi tiếp theo mình cho ít dầu màu điều. Rồi sau cùng mình cho vô ít dầu hào. Rồi cho vô xong rồi mình mắc nhờ bằng bao tay quá, cho nó đều. Rồi thịt này xong giờ đem mới nướng trước nha. Ừ anh đem nó nướng trước đi. Nhồi cho cái này nó thấm rồi, cái em đi nắng vô cái xiên que mới nướng được. Mình dùng tay nè, mình bóp mạnh mạnh, mình nhồi cho đều đều tay lên.
sáng thịt nướng này phải mua ba gội nướng có ba mỡ là mới ngon. Em ăn bún chứ làm với ăn nem nướng thôi. Nem nó cũng có hơi mỡ rồi nè. Mua có đâu mỡ quá ăn em sợ nó ngán. Thơm rồi đó. Có nha nghe, muốn nướng có chút xin que liền. Cây này ông xã mình chặt vuốt cho mình nè, bây giờ mình nắng nem nha. Đó, nem mình dễ ghê luôn á. Rồi mình đã nướng xong một chiếc nem. Ủa chia ra đó hả? Rồi thang tới rồi, đem em qua đi. Rồi anh có lấy cái dĩa ra chưa? Chỉ vậy? Nướng mất dĩa đi sao? Chính em vô lấy cái dĩa thôi, cái mâm gì ra đỉnh. Không thấy gì, còn cái gì. Nữa này, còn cái này chắc thêm còn dư 5 cây đó, ngồi chắc lấy mấy cục thịt đó ra đi. Quay tiếp cho. Đã đứng đem cha nè. Đem với cái gì cha? Đúng rồi, này đúng rồi. Ủa con tưởng đâu đem kia chứ con. Mình có miếng ớt với cái tỏi. Tỏi ra em gói mà. Em chua. Hello, gà nướng thịt à? Bình thường quá trời dạ, con hùng bọc nho này cha. Làm món gì vậy cha? Làm nướng, làm nướng cái thịt nướng, ăn bún. Cái này chưa nướng hả cha? Chưa. Quá trời thơm rồi, con hùng bọc nho hồi mình ăn chín. Ngồi đây em, mình con đi rửa chụp. Chụp nè.
sau nào cũng chín hay sao? Chín. Cô sẽ chở tim như em lấy nha. Một cái sẽ lộn lắm. Mẹ nướng thịt không hết, thịt nào không hết. Con chất lộn luôn á. Bỏ da luôn. Đi chùm đi da. Ăn nho nào đi. Dạ. Để chị con rồi để em đi. Đó, thấy da minh thuận thôi nè. Cho mình thịnh nhìn ký à. Có nói chung là ha. 80% tới đám em không dám ăn rồi. Bây giờ đâu có đâu nữa nữa. Còn lạc rau với lạc nước mắm. Con đi lạc rau cho. Hai đứa con đứa làm mà nước mắm đứa lạc rau đi. Ảnh nó trong tủ lạnh nó ăn đi. Trời. Đúng rồi, mày ăn đẹp ghê luôn, quá thơm. Ngon chưa? Rồi, nem mình nướng xong rồi nè cả nhà ơi, bây giờ mình xắt ra nha. Mình thấy ngon hấp dẫn ghê luôn chưa? Ui còn nóng đó. Rồi nem với thịt nướng mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình rưới mỡ hành lên. Rồi giờ mình cho đậu phộng lên. Mình làm bún nem nướng xong rồi nè. Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn chung với gia đình mình nha. Rồi gắp bún ra đi mấy đứa ơi. Dạ. Ăn được rồi đó con. Quá trời thơm rồi. Con gắp đi ra. Ăn nhiều gắp nhiều. Con ăn nhiều gắp nhiều. Nhiều gắp nhiều. Mà thằng nào đi gắp quá. Ôi, nhiều 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 nữa đây. Rồi em nhiều đây được rồi. Ăn miếng gắp thơm lên. Đây. Rồi, thịt lên. Mẹ không ăn ở phòng nữa con lượm thịt không cho. Này chiều mới mua thịt ngon lắm, thịt không à. Mẹ không rồi. Nem nè. Ý, rớt, rớt, rớt. Cái mặt ơi. Thịt này mới nướng cái màu đẹp quá rồi. Hấp dẫn ghê luôn ha. Dạ. Nướng than vừa vừa đó con, ngon lắm. Nhớ mày mấy ngon nữa. Em bán anh dĩa 20.000 thôi. Ăn thịt thì con gấp nhiều nhiều vô đi ơi. Dạ. Mày mày nướng nhiều lắm đó con. Cái tô nước mắm quá trời ngon nơi. Để con nhìn thấy cái nước mắm dẫn ha. Mì chiều nay làm tô nước mắm ngon quá. Thơm phức luôn. Thơm. Mày ra chỗ mẹ ăn chơi. Trên dưới có mẹ nè. Mẹ ăn nước mắm nhiều không? Hai muỗng được rồi con. Rồi, có mẹ ra rồi. Rồi, phộng ra gắt cho em. Nè, nè, cái muỗng luôn. Con. Thôi, con chơi gì luôn. Đó. Cả nhà á. Cả nhà. Cả nhà cùng ăn tối gia đình nha. Nay mình ăn món này. Rồi, mời cả nhà cùng ăn nha. Mời cả nhà và cho mẹ ăn gì ăn. Này bún bún rồi cũng mà cha mẹ ăn bún nghe. Bún nghe. Bún này là bún nem, bún nem nướng, bún nem thịt nướng. À đúng rồi đó. Sao rồi, ăn sao mà hư hoài vậy? Có rau thơm đảm. Trời ơi, tao nướng thịt nó khen cao hơn. Mới ăn rau rồi chưa?
công cha mẹ nướng nguyên buổi. Thịt đây. Này công của cha nhiều không mẹ? Cha nướng. Mẹ chỉ làm sắc ướp không à. Cái thịt hơi nạc mà nó quá không có cứng mẹ ơi. Mềm ha. Dạ. Mềm. Không rồi. Mềm mà thơm. Cái em bị sợ mà đậm đà lắm hả? Ừ, cũng muốn thầy nớt vừa ăn luôn. Cái này mày có thấy người ta làm không? Chứ thấy ăn là quá rồi. Thấy đám cưới anh ta hay bỏ vô cái đường nguội á. Nhưng mà ba là không có nạt gì luôn. Không thật không ạ. Không. Mình làm nhà ăn. Không á. Đi ăn con này quá đã. Mà cái nhìn nó giống muốn thịt bún thịt nướng mà. Ừ. Giống này muốn thịt nướng. Thịt nướng nè, có thịt nướng luôn nè. Ừ. Ừ. Hình như là chấm bún nướng cũng có nem thôi vậy. Em đã có thịt kim tiền. Ừ. Ừ đúng rồi. Thịt kim tiền. Cắt lá không có mỡ cho nó. Thịt kim tiền thơm á. Nướng. Cái sâu mà muốn nướng thịt hay là quán cục mỡ. Mỡ không mà ăn lắm chứ. Mỡ quán ở trong, lạnh riêng trong á. Ai mê mở là sợ lụi cái đem đi nướng rồi cái đem đâu bạn nem hả? Nem thật không? Tại mình không phải ngu cái mỡ. Cái nem nó ngon hơn. Ôi bắt nàng như cha nó là gì vậy? Dạ. Bắt nàng có phải đâu. Nó nói chuyện là gì vậy? Chấp nhận xuống đâu mà nói chuyện quá nói chuyện là muốn làm mở ra bún thịt nướng rồi bún thịt nem nướng bún thịt nem nướng mà bún thịt nướng bún thịt nướng người ta ăn trong hộp mà nhưng mà nó dễ làm nhưng mà mẹ mở ra bán hai chục ngàn dĩa này là hơi lỗ cái đầu. Thật sống mà. Nên người ta làm bằng cái gì ta giống như bột vậy. Giò hủ hả? Giò sống. Giò sống nó trộn bột nhiều. Trộn nhiều vô ít thịt lại. Nên mẹ làm thịt nhiều à. Trộn giò sống không ít nữa. Ít mỡ luôn nè. Ít mỡ. Mà nem nem này cũng đâu có khô đâu ha. Dạ. Mở gì vừa à. Nhiều quá ăn ngán. Ngon. Ừ, ngon rồi. Ừ. Xe xe rồi. Không hạch rồi. Ờ, không còn nữa. Ờ, thấy mấy đứa đi làm. Chiều nay mẹ bồi bổ mấy đứa đó. Ráng ăn đi con. Cái này chắc buồn 2-3 ngày luôn quá. Vậy chất lượng quá. Còn hết dĩa đó nè. Ừ, dễ dễ. Ngon quá. Này mẹ không đã hiểu. Không. Cái này mẹ làm thịt nhiều mình nướng nó đỏ. Còn cái này chỉ hơi trắng trắng. Người làm nó thấy là như chiên 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 làm đấy chiên ngán thôi ngán món nó như ở miền Bắc á còn nghe con nghe cái nem rán thì nghe rồi mà nem chiên chưa nghe chắc là miền Nam mình không có nem chiên mà lấy nem rán này là miền Bắc là miền Bắc mới rán nhưng mà nem rán là cuốn bánh tráng nó giống như chả giò mình vậy hả ăn như là bánh tráng mà mình cuốn ra cũng chắc mặn rồi cuốn tròn tròn rồi không như cái nem chiên ăn cắt cắt ra ăn với nem nè thêm dĩa nè hết rau hết bún mà còn thịt tươi thì cha cũng vậy kìa ăn thịt đi ăn thịt với nem nãy mẹ giờ mẹ cũng nói chuyện không mà cho dễ nhiều còn nhiều luôn. Hay coi như còn bún còn thịt còn rau luôn. Con ăn hết dữ à. Hai cục thịt đó. Đó đúng rồi. Đó. Trang nhiều nó thấm.
Nó dịch ra nó kêu cái gì ta? Sắp có cháu rồi hay gì? Sắp có cháu. Hát đồng chừng 20 ngày rồi, phải giới định. Muốn cái gì nào cắt cho? Chưa biết. Mơ cấp. Mơ cấp bên ngoài. Một. Con đã hỏi trước lâu rồi mà. Chưa bắt đèn gì trên nữa hả? Chưa. Tạ 4 mùng 3. Tạ 4 mùng 3 mà bữa 16 mới cắt. Trước có cần rồi đấy. Như vậy cũng gần cắt luôn rồi. Có 10 ngày cắt nữa. Có 20 là nổi có mà. Cho dịch thả ở đâu nó bớt cái chuyện lại. Đi mệt quá chị nó mỏi. Mà dễ ngủ không à. Cái này nó đậu đi dữ lắm rồi. Ừ. Bên dĩa. Ủa chậm hơn hai mà. Thứ gì á? Dạ. À, không có đồ để xương. Thật không ăn. Thôi ăn bún sao người ta. Thịt nhiều lắm rồi. Còn ăn nguyên hả? Nêm nó mềm mà nó thơm. Bị khô. Ừ. 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 30 phút rồi mẹ nướng á. Nhận hết nhiêu đây chắc chàng hết dưới đó. Con hết rồi mẹ. Ủa? Nhanh vậy? Nhiều lên, em thua. Em hết trước rồi. Nói mình thủ nó nhanh lên. Này đang bún ăn nhiều rồi. Hợp luôn. Thêm nữa không? Rồi cả nhà, gia đình mình cũng ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo. Chào cả nhà. Rồi nhà nhé. Rồi ăn trái cây đi. Thôi mở cái nhà trái cây nhé. Thấy Nguyên chùm đi cha. Thấy Nguyên chùm đi rồi bước cha. Mình chùm rồi đấy. Nó giống cái giác quá ha. Ngon. Nhưng mình mà chùm đường này chắc là đắt hơn hả? Ừ. Này khó chồng quá, trời nắng làm như khó chồng á. Nó thích nghi dưới cái hồng lạnh á. Này nó có thi cái hậu ở Ninh Thuận Bình Thuận. Nóng nắng mà dữ rồi chứ. Rồi. Ừ. Sao cái trang trọng á thấy không tốt nha. Nóng đó hả? Chắc mình không biết cách trồng á. Đất mình đây phải đất cát à. Chứ biết học đất cát hơn. Ngon quá ha. Nếu mà dùng Ninh Thuận Bình Thuận. Trái nhỏ mà ngọt quá. Thì cái mặt đất nó cao lắm á. Cao. Cao mà cát không à. Em lên lộn tóc thì trồng. Cao mà có cát nữa. Mình chưa kịp ăn nó làm tới lát rổ rồi. Nho này ngọt quá. Nho này với cái nho màu mẹ. Nho có màu quá. Nho có màu đỏ đỏ đó. Ngoại thấy ăn lắm mua. Nhưng mà ngoại mê lắm. Còn là ngoại chạy mua cho. Nhìn giống giá tình vuông. Mà nó mạnh nho Mỹ á. Mỹ ta bằng mạnh. Mà cái vỏ nó cứng. Ăn có lột vỏ.